con thứ 7 đã được bắt đầu. Còn con này không chạy này. Với tốc độ xuất bóng tương đối tốt của con này được bắt đầu. Vâng, và con này bé quá này, con số 57 bé tí này, không sao mà chạy được. Còn một con số 63 thì chạy ra cổng luôn. Con này số 34 đang chạy ngược con ạ. Và bây giờ nó đã đi ra cổng nhá. Với tốc độ số 3 tương đối tốt. Con này nó không chạy cơ. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngay lúc này đây là mình đang có mặt tại sân vận động Nguyễn Bắc Hà của tỉnh Lào Cai. Hôm nay có một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó là diễn ra cái vòng loại đua ngựa của giải đua ngựa Bắc Hà. Thì đây là toàn bộ cái khung cảnh của sân vận động Nguyễn Bắc Hà này. Đó, mọi người đang tập trung ở đây rất là nhiều rồi. Những chú ngựa đã được mang về đây để cho nó làm quen sân vận động này. Và bây giờ đang chuẩn bị cái vòng loại đầu tiên mọi người này. Các chú ngựa đang bắt đầu vào vị trí xuất phát. Số 21 này. Ê, để có, ông ơi, không có cái đeo. Có 5 con ngựa đầu tiên sẽ vào vòng thứ nhất mọi người nhé. Như con này nó có vẻ là khó điều khiển này. Đấy. Con này nó có vẻ khó điều khiển. Không biết là thì nó có đua được không mà con này đang rất là khó điều khiển. Chủ còn chưa lên được ngựa cơ. Bây giờ chú ấy đang dắt ra cái chỗ xuất phát nhé. Bây giờ đã lên được lưng rồi. Nhưng mà để ra được cái chỗ xuất phát thì chắc là khá là khó đấy. Bởi vì con này là khá là bất kham. Như kiểu nó nhát hả anh? Nó nhát hả? Mình tự tin là sân muốn phi, nó hăng. Nó muốn chạy luôn đúng không? Trong cuộc đua để chưa nói được điều gì trước ra nhỉ? Thế kiểu nó ra nó muốn chạy luôn ấy. Bây giờ ra chỗ cười đi. Cũng cần phải yêu cầu. Đây là 5 con ngựa đang chuẩn bị xuất phát này. Lúc này chúng nó đang rất là phấn khích. Chưa được các bạn nhá. Ban tổ chức chưa căng dây mà chúng nó đòi chạy rồi. Đặc biệt là mấy con ngựa kia. Cuối cùng rồi, chúng nó đã xuất phát rồi mọi người ạ. Chú ngựa của chúng ta đã cấp tốc mạnh mẽ. Và vâng, dẫn đầu là nành ngựa nào đây? Ủa, có một con ngựa dẫn đầu chạy rất là nhanh luôn. Vâng, dẫn đầu hiện nay chính là nành ngựa Hào Sơ Phừ đến từ xã Bản Phố. Và đã có hai nành ngựa bán rất sắc. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem có điều gì kỳ tích xảy ra không. Chạy rất là nhanh mọi người nha, chạy bốc lửa luôn. Còn con ngựa số 07 chạy được một vòng mình nghỉ mọi người nhá. Rồi con này là bỏ cuộc rồi, con này là hỏng rồi. Số 3 là Lâm Văn Thàng đến từ xã Tân Hải. Đây con này dẫn đầu mọi người này. Chạy đầu tiên số 81. Đó, anh số 68 này là về đích đầu tiên của vòng thứ nhất này. Đây là chủ ngựa đầu tiên đã về đích thứ nhất của vòng loại đầu tiên các bạn ạ. Bây giờ đang chuẩn bị bắt đầu cái vòng thứ hai này. Các chú ngựa đang bắt đầu ra chỗ để xuất phát này. Chú này có một con trắng này cũng khá là bất kham. Ở đây thì có nhiều trường hợp chủ chăm sóc là một người, còn cái người đua là một người khác nhá. Đó. Như chỗ kia là ông chủ chăm sóc này. Đó, và cái người đua là người khác nên là vừa nãy ông có ra đấy để nhắc nhở thì ban tổ chức bảo là không được đến gần.
Chỗ này có 4 con, còn một con nữa chưa thấy vào. Đó, con trắng này là con khá là bất kham các bạn này. Đó. Bây giờ chủ còn chưa lên được cơ. Đấy. Không cưới được, còn con này thì cưới được rồi nhưng mà nó chạy lung tung. Con này cưới được rồi thì nó lại chạy chỗ khác này. Chỗ này bây giờ lên mới là khó này. Con này là con ngựa khá là khó lên. Đấy, cuối cùng đã lên được. Con này nó không chạy cơ. Con ngựa trắng kia nó chạy mất rồi. Còn chủ thì rơi lại này. Ngựa bỏ chủ mọi người ạ. À, ngựa chạy mất, chủ rơi lại. Như vậy là các chú ngựa của chúng ta cũng rất đoàn kết. Bây giờ nhiệm vụ của chủ là phải bắt nó về này. Nó không biết nó bắt được không? Mọi người chờ xem nhé. Có một chú ngựa thì đang đi vào giữa sân, có lẽ là ở trong sân thì mới bắt cỏ. Con này có điều khiển quá. Con này đã đua bao giờ chưa anh? Chưa. Thế à? Chưa đua bao giờ nên là nó. Con này chưa đua bao giờ nên là nó nhát. Bây giờ không biết nó sẽ chạy đi đâu này. Đó, con này thì chạy cho nó mệt hết cả người. Con này chưa tập mà. Chưa tập bao giờ đúng không? Giờ chạy lung tung rồi, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ này đi. Chỗ này là hai con ngựa chạy như kiểu đi bộ ấy. Chạy như đi bộ mọi người ạ, quá là chậm luôn. Đến lúc này thì cái con trắng phá đám ấy thì nó đã chạy ra ngoài cổng của mọi người nhá. Bây giờ chủ đang đi tìm. Trên này thì có hai con đang chạy như kiểu đi bộ. Đó, hai con này là chạy rất là lâu, mãi chưa xong được cái vòng thứ hai này. Đó, các bạn thấy là cái vòng loại này nó cực kỳ là hấp dẫn và gay cấn như vậy. Đây là những chú ngựa mà dân bà con tự nuôi ấy, sau nào huấn luyện không phải là chuyên nghiệp, nó đua được thì đua mà không đua được thì thôi, gọi là cái vòng loại mà. Còn khi nào cái vòng chung kết thì chọn ra những con ngựa mà nó chuyên nghiệp hơn, chạy tốt hơn thì là người ta sẽ cho vào vòng chung kết. Nói chung là vòng loại là toàn những cái con ngựa gọi là của bà con trong dân bản tự nuôi ra và có khả năng đua được thì người ta sẽ mang ra ngoài này. Vâng, hai này ngựa cho nó cũng đang rất là thử tài mọi người nhá. Để ở cái vòng loại này về đích số 13 thì cũng đang rất là muốn đợi người bạn của mình. Con này mệt quá rồi không chạy nữa mọi người nhá. Muốn chạy trước rất là cô đơn. Bây giờ nó không chạy nữa mà nó đi bộ rồi. Anh vẫn đang một mình một ngựa. Con này chắc chắn là sẽ về đích. Bởi vì bây giờ không có ai đi cùng nó nữa nhá. Thế là nhất rồi ấy nhỉ. Bây giờ nó còn không làm chạy nữa cơ. Nó chạy theo mấy chú ngựa này rất là mệt. Đây có con này thì là vừa lấy thì nó nhảy ra ngoài. Ra ngoài đường pit, bây giờ nó cũng vào trong sân rồi và bây giờ tiếp tục chạy tiếp. Còn con 13 này bây giờ đi bộ luôn. Chủ vỗ mãi nó không chạy. Đó, cái vòng loại này cực kỳ là buồn cười luôn. Chủ vỗ thế nào vỗ nó chỉ đi bộ thôi. Đây là những chú ngựa mà nó không phải là lựa chuyên nghiệp ấy, nên nó chỉ được như vậy thôi. Nói chung là vòng loại toàn những con như vậy. Và nếu có một người mang cái que ra để đánh nó ấy, nó chạy nhưng mà chủ không lấy nhá. Đi đây, đấy con to kìa, rén mẹ.
sau một lúc chạy thì cuối cùng cũng con số 13 đã về đến đây rồi, và con đấy là cũng là về đích của cái vòng thứ hai này. Còn một con cuối cùng nữa kìa, chỉ đi thô thôi, còn đang đi bộ mọi người nhá. Ở vòng đua thứ ba này là có nữ kỵ sĩ mọi người nhá, đó đang cưỡi một con ngựa rất là to, con này là to nhất của giải năm nay này. Bình thường thì toàn các nam đua thôi, nhưng bây giờ là có một nữ đua này. Một nữ kỵ sĩ cưỡi một con ngựa cực kỳ là to, những con ngựa khác thì nó bé thôi, còn con ngựa này rất là to này. Tất cả năm con ngựa đã tập trung này, có một nữ kỵ sĩ rất là đặc biệt đó, đấu với toàn nam thôi, một nữ đấu với bốn nam, nữ với một con ngựa cực kỳ nhà to này. Còn lại một vận động viên nữ của chúng ta thì một con này nó không chạy này. Con này nó không chạy mọi người ạ, nó con kia chạy hết rồi, còn con này thì nó lại không chạy, nó đang đi bộ. Đó, các bạn thấy không, con này không chạy thế nào luôn, còn mấy con này thì chạy ít mù luôn. Thôi con này cho nó về thôi, đi bộ thế thì bao giờ mới xong được. Đấy, con ngựa này quá bé này mà chạy vẫn tít. Thôi nó lại đứng lại rồi. Đây, con này to nhất thì đang đi bộ. Đấy, con này thì chạy quá nhanh. Có một sự cố nhỏ xảy ra, anh hãy tiếp tục lên ngựa và trở về đường đua đi ạ. Vẫn tiếp cho anh ngựa số 08 tiếp tục cuộc đua của mình. Một con ngựa số 08 đã bị băng khỏi đường đua mọi người nhé. Hai ngựa số 08 tiếp tục cuộc đua của mình đi ạ. Vâng, vẫn được tiếp tục cuộc đua. Cái còn to nhất thì đại ban tổ chức sẽ tính thành tích thời gian thi đấu. Tính thời gian thi đấu. Vâng, mời là lượt số 08 ạ. Các bạn anh thấy đây là chúng chủ quyết thằng này mới có trận này. Vâng, và vị trí đầu tiên vẫn đang là nằm đang được con số 17. Đấy, còn một con này xong một lúc vùng vằng thì bây giờ nó lại tiếp tục vào đường đua rồi. Sơn Văn Dương đến từ Simacai, anh đã bỏ xa các. Đây con số 8 này sau lúc chạy lung tung bây giờ chạy tắt qua sân vận động này, và bây giờ không biết nó chạy đi đâu nữa cơ. Chủ bây giờ là đang cưỡi trên lưng mà muốn điều khiển nó lại tiếp, nhưng mà nó lại chạy ra cổng rồi, và cuối cùng chú số 8 này đã bỏ cuộc mọi người nhá. Số 8 bỏ cuộc và nó chạy ra ngoài cổng rồi, còn những con khác thì vẫn đang tiếp tục. Số 17 đã về đích này, còn con to nhất thì đang vẫn tiếp tục đi bộ. Đó, cái giải hôm nay rất là buồn cười các bạn ạ, đặc biệt là cái vòng loại này. Tiếp tục là vòng đua thứ ba này, tiếp tục vòng đua thứ ba và có 5 con ngựa trong đang chuẩn bị vào sân. Không biết là có điều gì hấp dẫn không thì chúng ta phải theo dõi tiếp nhá thì mới biết được, bởi vì là cái vòng loại là cái vòng loại có rất nhiều những con ngựa nó không nghe lời chủ ấy, và có những hành động bất ngờ. Đó. 5 con đang chuẩn bị vào chỗ này. Vòng này thì nó toàn như vậy thôi, nó không như kiểu là cái vòng chung kết thì ngựa lúc đấy nó chuẩn rồi thì vào xếp hàng cái là chạy, còn cái loại này thì nó lung tung hết. Ban tổ chức đang yêu cầu thẻ tham dự ấy. Đấy. Chuẩn bị trọng tài. Con này nó không chạy này. Con 94 mấy con này nó không chạy. Con kia nó chạy ngang cơ. Hai con này thì đang lúc chạy lúc đứng. Còn con số 20 này chạy rất là tít này, chạy tít mù luôn.
Vâng, và ở vị trí thứ ba thì đang có hai nại ngựa Phong Hà và Ung Dung. Đấy, ba con này thì chạy tiết mù, còn hai con thì là đang đi bộ. Còn cái con số 94 với cái con nhìn thấy rõ số lắm, cái con hai con lúc đầu ấy, bây giờ nó đến cái chỗ này nó đứng lại rồi, và một con đã bỏ cuộc. Con 94 này nó đang chạy kiểu ngang ngang ấy, một con đã bỏ cuộc rồi. Còn con số 20 là cái con dẫn đầu này chạy rất là tít luôn. Con 94 kia chắc là một lúc nó lại bỏ cuộc thôi, bởi vì con này nó chạy theo cảm tính ấy. Con này là chạy xong một lúc chạy thì nó đã nghỉ nhá, nó không quen và cuối cùng đã phải dừng lại chỗ này. Ông chủ là khá là tức giận, vụ cho nó vài phát và cuối cùng nó đã được dắt ra ngoài kia để nghỉ ngơi. Ông chủ hơi tức ấy, đang người ta chạy dần dần, còn con này thì nó không chạy, chạy như đi bộ luôn. Nhưng con ngựa ở vòng thứ tư thì đã chờ sẵn ở ngoài rồi. Đấy, con này là có vẻ là nghe lời chủ ấy. Ở lượt này thì là có hai con trắng. Nhưng con số 42 này đang máu lắm rồi này, đang chuẩn bị chạy, nó đợi mãi rồi. Lúc này đang trục trặc là không có thẻ, nên là ban tổ chức là người ta đang yêu cầu là phải có thẻ, nếu không thì sẽ không cho đua nữa. Vòng đua thứ tư này có vẻ là khá là yên tĩnh này, mấy con ngựa là nó không nhúc nhích cho lắm. Con này thì không chạy được, con này phá đám rồi mọi người ạ. Còn con số 96 thì đang đi bộ. Con này thì đua được một đoạn thì dừng lại. Thế con này là nghỉ mọi người nhá, đến đây thì nó dừng lại rồi. Có rất nhiều trường hợp như thế này, cứ chạy được một lúc là nó sẽ tạm dừng cuộc chơi. Còn những con khác thì nó đang chạy bình thường. Con 96 này là chạy được tầm khoảng 50m, chạy được tầm khoảng 40m là dừng lại. Bây giờ người ta đang dắt ra khỏi vòng đua này. Còn con này là con dẫn đầu. Con này con này chạy được một vòng rồi, đứng lại. Ui. Còn một con kia thì đang nào vào khán giả. Con này thì đến đây dừng lại rồi. Nói chung là vòng bộ số 4 này thì mới đầu thì nhìn rất là nghiêm túc. Con số 69 này bé quá. Mới đầu xếp hàng rất là ngay ngắn, tưởng là chạy mượt lắm, cuối cùng phải chạy được một tí là dừng lại hết rồi. Đây con số 4, số 37 này đang thấy con kia nó chạy thì nó đuổi theo này. Con trắng này thì sau một lúc trục trặc thì bây giờ nó lại chạy nhá. Con 69 này chạy như đi bộ ấy. Con kia nó muốn về rồi. Thì mình sẽ ra cái chỗ kia, chỗ đấy là sẽ có nhiều con ngựa là đang chạy, phát là nó quen nối vào rồi là nó sẽ phi về. À, con này chủ kiểu sắp rơi rồi. Con này dừng lại rồi. À, con này là không biết là có đi nữa không. Nhiều con nó nhát đấy, nó chưa đua bao giờ ấy, nên là nó có cái hành động như vậy. Con này chắc là về. Đó. Đây là những giống ngựa mà bà con tự huấn luyện ở trong bản đây.
nên là khi ra ngoài sân khấu rộng như này, khán giả nhiều này và gặp nhiều người khác nên là nhiều khi nó ảnh hưởng đến tâm lý, nó chạy lung tung ấy. Vòng đua này đã kết thúc các bạn nhá. Mới đầu thì xếp hàng rất là mượt, êm nắm, tưởng là chạy êm nhưng mà cuối cùng là toàn có những con ngựa đi bộ thôi. Rồi con này thì không biết có đua nữa không này. Nó cũng muốn nghỉ rồi bởi vì mấy con khác nó chạy ra ngoài hết rồi. Đây là vòng thứ 5 này. Vòng thứ 5 đang chuẩn bị sẵn sàng này. Vòng này thì có 3 con trắng, 1 con đen. Thiếu 1 con nữa. Vòng này có 4 con rồi nhá. 4 con thôi. Vòng này có 4 con rồi, 1 con đã bỏ rồi. Anh ơi, anh không có thể anh đi ra. Mấy con này là đang khá là nhút nhát này. Con này có 4 con thôi, 1 con thì bỏ cuộc. Con này bé quá này, con số 57 sẽ bé tí này. Con sao mà chạy được. Còn một con số 63 thì chạy ra cổng luôn. Con này quá bé này. Và nó không cần chạy nữa cơ. Con này đã bỏ cuộc rồi. Con này đang chạy thì nó bỏ cuộc và bây giờ người ta đang tìm cách để bắt nó về. Và cuối cùng là có 2 con trắng đã bỏ cuộc nhá. Xinh quá nhỉ. Chào em nhá, em cho anh hỏi một chút em tên là gì vậy, em ở đâu đến? Em tên là Ngọc ạ. Em ở đâu? À, thế là em ở bên ban tổ chức hay như nào? Này chúng ta thấy có thêm một vài đại diện từ quê hương Bát Sát. Ok, cảm ơn em nhá. Lúc này đang chuẩn bị cái vòng đua thứ 6 bạn này, có 5 con đen và 1 con trắng. 4 con đen và 1 con trắng, không biết là vòng này sẽ xuất phát như thế nào. Như lúc trước thì là ngựa chạy toán loạn. Còn không biết là cái vòng này như thế nào nhá. Còn con này không chạy này. Còn con này thì là chạy được một tí thì ngã ngựa rồi. Còn con ngựa trắng thì là trên kia có một con ngựa nữa cũng nhảy ra ngoài. Còn con này thì là nó không chịu chạy này. Con này xong một lúc nó đi bộ rồi. Như này biết bao giờ mới đến. Đấy, con 97 thì là đi bộ. Chủ ngựa này là ngã 2 lần rồi. Các cổ động viên, các ngân hành người chúng ta không chạy vào đường đua để đảm bảo an toàn cho các vòng đua, cho các ngành người trong người nữa. Con này là phi thẳng mà. Con này là phi thẳng vào chỗ ban tổ chức này. Em ơi, ngã có đau không em? Có làm sao không? Con này là lao thẳng vào khán giả này.
nên là bây giờ người ta đang dắt cho ra ngoài. Con này cũng đã bỏ cuộc và bây giờ người ta dắt ra ngoài. Có rất nhiều những chú ngựa bất kham. Và bây giờ là những con nào bỏ cuộc thì người ta sẽ cho ra ngoài luôn, tránh ảnh hưởng đến những con khác. Lúc này có mấy con ngựa đã vào đây rồi. Một con này thì đang chạy lòng vòng này. Đó, chạy lòng vòng, có người thì lên được rồi, có người thì chưa lên được. Ui, con này như kiểu lên đồng ấy. Ui, con này là máu chạy lắm rồi này. Nó đang chạy lòng vòng, muốn chạy. Nó khá quá cho nó đứng sau một tí. Cái vòng ngoại năm nay cực kỳ đáng dẫn. Con kia thì chưa lên được. Chưa được. Con kia máu quá chạy tít mù luôn, kéo cả dây. Con ngựa năm ngoái vô địch thì năm nay nó chạy đầu tiên. Và như vậy là lượt quân thứ 8 đã được bắt đầu. Vâng, với tốc độ xuất phát rất cao của Hoàng Nhạc đang dẫn đầu cuộc đua. Vâng, nên mình đang nói là cái con đầu tiên nó chạy là cái con vô địch năm ngoái. Đó, chưa kịp phất cờ nó đã chạy rồi. Và cho nó chạy trước một vòng đi, không là tiếp tục. Vâng, và song song chính là nành ngựa mang số áo 24 và Văn Nam cũng là nành ngựa đến từ xã Ba Hối. Và vị trí thứ ba là nành ngựa số 11 Sục Xe đến từ xã Thành Trang Phú, số 34 Thàng Văn Quyền cũng là nành ngựa đến từ xã La Hối. Vâng, vâng, chúng ta xem. Chỗ này là có hai con đến đây đang nghỉ. Vâng, như vậy là nành ngựa số 2. Hai con đến đây nghỉ một tí xong rồi tiếp tục lại chạy. Vâng, 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 vâng. Con này từ này chạy rất là nhanh này. Vâng, một trong hai con này là con nào? Có điều quy tính xảy ra ở đây. Nành ngựa vẫn bắt cương với tốc độ rất cao. Con này số 34 đang chạy ngược con ạ. Nó muốn chạy ra về. Và bây giờ nó đã đi ra cổng nhá. Đó. Còn lại là có hai con rồi. Còn vâng, con này là có ba con. 24 vẫn đang rất ổn định. Con này từ là con số 11. Con 24 là con vô địch năm ngoái, năm nay chạy rất là tít luôn. Và vị trí thứ 3 chính là con ngựa Vàng Văn Cương. Vâng, con này ngựa với tốc độ. Đây con số 11. Sau rất nhiều cố gắng cuối cùng nó đã bắt đầu rời khỏi sân này và chủ đang bị đau chân nhá. Đó. Một giải đua vòng ngoại đây kịch tính. Lúc lên ngựa là lúc rất là khó khăn cho các chủ nhiều con thì nhiều con thì lên rất là dễ này. Nhiều con thì lên cực kỳ là khó luôn. Đây như con này là mãi chưa lên được này. Con này mấy con sáng ngoài kia nữa, không biết là cái vòng này có mấy con thì chưa biết được. Cuối cùng là kỵ sĩ ra lên được ngựa này, còn con ngoài kia thì hơi khó. Vòng này là có 5 con, lúc này đang có 4 con đây rồi, còn thiếu 1 con, 88 đang
chưa biết được chút nào. Hiện nay là ngựa số 79 đang dẫn đầu. Chỗ này có 4 con như đi bộ rồi. Cái con ngựa này khá là mệt rồi này. Đến đúng cái chỗ này dừng lại này, con 88. Không hiểu cái gì luôn. Ngày ngựa Tào Sơ Châu đến từ quê hương Simacai thân yêu. Cũng đã bỏ ra các đối thủ. Con 88 bây giờ đang chạy ra ngoài sân rồi và nó sẽ bỏ cuộc nhá. Và con kia cũng bỏ cuộc rồi. Hai con bỏ cuộc rồi. Còn con 78 kia chạy như tên lửa. Vâng, những bước chạy rất dũng mãnh cả kêu cùng. Con này thì là chạy khá là mệt rồi bây giờ. Nó cũng muốn nghỉ rồi. Và con số 03 của Cốc Ly này cũng đã nghỉ nhá. Về sức lượng chúng ta rất nhỏ nhơn. Con ngựa này quá là bé luôn này, không biết là có chạy được không. Con bé chạy rất buồn cười luôn. Không lên được ngựa. Anh bảo là con này không lên được, chắc là cho nó nghỉ thôi. Như vậy là lượt đua số 11 đã được bắt đầu. Vâng, với tốc độ xuất phát tương đối tốt thì hiện nay có hai đàn ngựa đang bỏ xa các đối thủ ở phía sau. Còn đây anh bị ngã một quả khá là đau, ngã lốt cổ. Và con ngựa này cũng bỏ cuộc luôn. Vâng, là số 79. Vâng, số 79. Rất nhiều tình huống ngang ngửa trong giải đấu năm nay các bạn nhé. Vâng, Sùng Ma Chu đến từ huyện Bát Sát. Vâng, vẫn là các huyện bạn đang là chứng thiếu thuốc phong trong giải đua ngựa năm nay. Vậy là từ đầu đến giờ mình đã đưa mọi người đi tham dự cái vòng loại giải đua ngựa Bắc Hà. Thì các bạn xem, các bạn cũng có thể thấy được rồi là cái vòng loại này cực kỳ hấp dẫn. Với rất nhiều những tình huống bất ngờ xảy ra. Đó. Thì nó không giống như vòng chung kết. Vòng chung kết thì những con ngựa nó đã được làm quen với sân rồi này. Đó. Và những con ngựa đấy đã được chọn lọc. Còn ở đây là những con ngựa gọi là từ trong bản làng người ta mang ra ngoài này. Nó chưa quen sân này. Và nó chưa quen với cái môi trường không khí đây. Nên là nhiều khi nó, rồi là nhiều khi nó có những hành động bất ngờ, mất kiểm soát. Các bạn xem, các bạn cũng có thể thấy được có rất nhiều tình huống như vậy. Và có nhiều tình huống cũng ngang ngựa cơ. Đấy, cái vòng loại nó hấp dẫn như vậy đấy các bạn ạ. Thì vòng đua ngựa năm nay đã kết thúc mọi người nhá. Và cái vòng chung kết là sẽ cách đây một tuần nữa. Và mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao nhá. Chào các bạn.